Vâng, em Chiến bến chào các bác nha. Thì em lên sóng một con âm ly rất là nổi tiếng của hãng Sansui. Con này là Sansui 2000X nha. Các bác nào mà đang chơi lo cổ mà tìm một con âm ly xuất âm tụ và đang nghe chất âm nó ấm và nó tiếng nó mềm mại thì các bác liên hệ liền cho em nha. Sở hữu con 2000X này. Hàng đó bay về, các bác cực mới nha các bác, cực mới nha. Để em bật thêm bóng điện để các bác mình xem kỹ hơn nha. Hoàn hảo luôn, không một điểm trừ nào luôn. Và giá con này em đang giao các bác là 15 triệu 700 nghìn nha các bác, đã bao gồm phí ship nha, 15 triệu 700, hàng tuyển. Vâng, sau đây mời các bác cùng xem độ chi tiết của máy nha. Đấy, mặt tiền thì không điểm trừ luôn, các bác nhìn nấm này. Đấy, gần như mới luôn các bác. Sức âm tụ nha các bác, đặc trưng của dân dòng receiver của Sansui 2000X, chạy 4 sổ sách, quánh thoải mái dân dòng lo cổ từ bát 40 đô lại nha. 15 triệu 700 là đã bao gồm phí ship các bác, đẹp hoàn hảo, không cắn không gì hết các bác. Vỏ gỗ rất đẹp nha, vân gỗ tuyệt vời, vừa nghi vừa trưng bày, đó là tiêu chí của bên em. Và sau đây em mời các bác cùng xem độ mới của nó luôn nha. Ở phía sau 200 loa, chạy 4 cầu điện nha các bác, 4 cầu điện. Hiện tại thì bên em chỉ có một con duy nhất 2000X này thôi nha. Đẹp ngất ngay khâu tay luôn. Đây các bác thấy này, tem cờ nguyên hết. Góc cạnh này không vết cắn nào luôn nha. Ngang ngửa với mấy con mà nguyên thùng nữa. Đây chỉ còn bỏ cái thùng vào là thành thùng xốp thôi. Từ những cái ốc mà không chưa có dấu hiệu mở luôn này, cực kỳ đẳng cấp luôn nha. Này, các bác cũng xem này, máy rất nét nha. Dành cho các bác nào yêu thích độ đẹp thì liên cứ theo dõi kênh của em về những sản phẩm hàng tuyển cũng như là để phục vụ các bác thú vui là nghe nhạc vàng và trưng bày. Rồi thì về ngoại thất của nó là gọi là 10 điểm rồi, và đi vào nội thất bên trong nha. Dòng 2000X thì nó sẽ có hai bảng, bảng cái tủ trắng và tủ đen đều đồng giá như nhau. Nhiều bác các bác hỏi kìa, ủa sao có con là tủ màu đen thui, có con tủ trắng vậy đó, nhưng mà tủ đen nó hiếm hơn. Tủ trắng tủ đen thì nó y chang thông số thôi, tùy đời người ta nó bọc màu đen hay là bọc màu trắng. Bác nào lấy thì alo cho em nha, cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên, 1,5 triệu, 2 triệu đó là em ship hàng nha. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, là còn lại 15 năm nếu chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền thì các bác cọc 1,5 triệu trở lên gì đó em ship hàng nha, còn bao nhiêu các bác nhận hàng thanh toán thôi. Tất cả hoàn hảo hết nha các bác. Còn các bác nào muốn yêu cầu mà trước khi sản phẩm lên đường làm video thì bên em đều làm cho các bác hết hoàn hảo hết, muốn gì là con ấy hết các bác. Vâng, sau đây mời các bác cùng xem một cục vàng đến từ hãng Sansui, đó là Sansui 2000X. Đây các bác thấy sexy này. Đây bản tủ đen nha các bác. Đây tem phía trong là còn nguyên nha, còn nguyên luôn. Đang sử dụng điện 110 nha các bác, hàng nội địa Mỹ là sử dụng điện 110. Các bác có thể chuyển điện được nha, có thể chuyển điện được 220. Tại vì những dòng âm ly Sansui xuất Mỹ này nó đều trang bị 4 cầu điện nha các bác. Thầy mới tin không? Các bác nhìn cái chân máy này. Ôi giời, nó mới. Các bác nào lấy thì alo nha. Đẹp kiến công luôn nha. Máy là bao zin tuyệt đối nha các bác, bao zin tuyệt đối, hoạt động hoàn hảo hết. Nó chạy 4 sò sắt nguyên bản theo máy nha. Bảo hành zin và bảo trì trọn đời sản phẩm nha. Các bác xài 3-4 năm gì bảo trì bình thường hết. Ví dụ như là nó bẩn hay là gì đó, nó sụt sạch những cái volume hay là gì đó, đều các bác gửi về là em đều bảo dưỡng bảo trì cho các bác hết nha. Cứ sản phẩm bên em là được bảo trì trọn đời sản phẩm nha các bác. Rồi sau đây em dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào lấy alo cho em qua số điện thoại này 0978 338 142 là 0965 77027 nha.